Xin chào những nhà thám hiểm tò mò. Chào mừng đến với cuộc phiêu lưu dưới nước tuyệt vời của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ lặn sâu xuống đại dương để khám phá những gì nằm ở điểm sâu nhất. Hãy sẵn sàng để ngạc nhiên. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ bề mặt đại dương. Đó là một nơi rộng lớn và xinh đẹp, tràn ngập sinh vật biển đáng kinh ngạc. Nhưng để khám phá những bí mật sâu sắc nhất, chúng ta phải đi sâu hơn. Để khám phá độ sâu của đại dương, các nhà khoa học sử dụng những chiếc tàu ngầm đặc biệt gọi là tàu lặn. Những phương tiện đặc biệt này có thể đưa chúng ta xuống những nơi bí ẩn nhất trên trái đất. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi trong chuyến phiêu lưu này là Twilight Zone, bắt đầu ở độ sâu khoảng 200 mét dưới bề mặt. Đó là nơi ánh sáng mặt trời bắt đầu mờ dần và những sinh vật kỳ lạ thích nghi với ánh sáng mờ ảo sinh sống. Sâu hơn nữa, ở độ cao khoảng 3.280 feet, 1.000 mét, chúng ta đến khu vực nửa đêm. Ở đây, trời hoàn toàn tối và áp lực rất lớn. Tuy nhiên, sự sống vẫn phát triển mạnh mẽ dưới dạng những sinh vật phát quang sinh học tạo ra ánh sáng của riêng chúng. Xuống xa hơn, chúng tôi tiến vào vực thẳm, nơi có độ sâu lên tới 13.123 feet, 4.000 mét. Áp suất đè nặng và cái lạnh thấu xương. Ở đây, chúng tôi tìm thấy những sinh vật bí ẩn như cá câu cá biển sâu và mực khổng lồ. Những điểm sâu nhất của đại dương, Challenger Deep, nằm ở vùng Hadan, cách bề mặt khoảng 36.070 feet, 10.994 mét. Nó được đặt theo tên của HMS Challenger, tàu đầu tiên đo được độ sâu đáng kinh ngạc của nó. Vậy, điều gì nằm ở điểm sâu nhất của đại dương? Chà, tại Challenger Deep, bạn sẽ tìm thấy một thế giới bí ẩn. Đó là nơi mà rất ít con người đặt chân tới và chứa đầy những sinh vật độc đáo cũng như kỳ quan địa chất. Một trong những sinh vật đáng kinh ngạc sống ở đây là cá ốc Mariana, có thể chịu được áp lực cực lớn. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra loài amphipod mới, những sinh vật nhỏ bé giống tôm. Ngoài các dạng sống đáng kinh ngạc, Challenger Deep còn là nơi có các đặc điểm địa chất hấp dẫn như rãnh biển sâu, núi lửa dưới nước và các miệng phun thủy nhiệt giải phóng nước quá nóng. Hành trình của chúng tôi đến điểm sâu nhất của đại dương là một cuộc phiêu lưu đáng chú ý. Đó là nơi bí ẩn, khám phá và kỳ diệu, nhắc nhở chúng tôi về sự rộng lớn và đa dạng của hành tinh chúng ta. Hãy nhớ rằng, những nhà thám hiểm trẻ tuổi còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về độ sâu của đại dương và ai biết được những bí mật nào khác đang chờ được khám phá. Hãy khơi dậy trí tò mò của bạn và một ngày nào đó, bạn có thể là người khám phá những địa điểm tuyệt vời này. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình đáng kinh ngạc đến đáy biển này. Hãy tò mò, tiếp tục khám phá và cho đến lần sau. Tạm biệt, những nhà thám hiểm đại dương trẻ tuổi.